Cơ quan chức năng Myanmar gần đây cho biết đã giải cứu 200 người nước ngoài khỏi các cơ sở song bài ở nước này. Bộ Ngoại giao cho biết trong số đó có nhiều người Việt Nam. Trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trong những ngày gần đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Cục lãnh sự tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng Myanmar cho biết, gần 200 người nước ngoài, trong đó có công dân Việt Nam, được giải cứu khỏi các cơ sở cờ bạc lừa đảo ở khu vực biên giới phía Bắc của Myanmar. Đại sứ quán đã xác định 61 người là công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán và các đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và Myanmar để triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết, xây dựng phương án bảo hộ và hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất, sau khi cơ quan chức năng Myanmar có kết luận cuối cùng về vụ việc.